Như vậy là sau 2 ngày làm việc nghiêm túc của ban tổ chức và ban giám khảo, các đơn vị về dự thi Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công đông binh tỉnh Bắc Giang năm 2024 đã hoàn thành. Và phần còn lại các đơn vị và khán giả chờ đợi chính là phần công bố kết quả của ban giám khảo của hội thi. Và kính thưa toàn thể quý vị, ban tổ chức xin được trân trọng thông báo tại sân khấu này, trong hội trường này, ngày hôm nay ban tổ chức chỉ tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị, còn giải tuyết mục với giải A, B, C. Sau khi ban tổ chức công bố, trân trọng kính mời các ông bà là trưởng đoàn của các đơn vị sẽ gặp bộ phận hành chính của ban tổ chức để cùng nhận giấy chứng nhận và nhận giải thưởng. Xin được trân trọng cảm ơn. Và ngay sau đây, Bình Tâm và Đức Hợi thay mặt ban tổ chức xin phép được công bố giải các tiết mục tại hội diễn của chúng ta ngày hôm nay. Xin được công bố các tiết mục đạt giải C tại hội diễn của chúng ta. Xin được chúc mừng tiết mục Bức tranh mới quê hương của Liên đoàn Lao động tỉnh. Xin được chúc mừng tiết mục Lá cờ Đảng và Tổ quốc vinh quang tới từ Hiệp Hòa. Chúc mừng tiết mục Hòa tấu nhạc Anh vẫn hành quân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Và chúc mừng tiết mục Gặp nhau giữa rừng mơ tới từ thành phố Bắc Giang. Tiếp theo xin được chúc mừng tiết mục Điệu trèo quê em của đơn vị huyện Yên Dũng. Xin được chúc mừng tiết mục Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, Việt Bắc nhớ người của đơn vị huyện Lục Nam. Xin được chúc mừng tiết mục Công nhân trên chặng đường mới, đơn vị huyện Tân Yên. Và xin được chúc mừng tiết mục Múa tắc xình của đơn vị huyện Sơn Động. Xin được chúc mừng tiết mục Liên thiêng Bổ Đà tới từ huyện Việt Yên. Chúc mừng tiết mục Đường tàu mùa xuân của đơn vị huyện Lạng Giang. Chúc mừng tiết mục Tuổi xuân dân đảng của đơn vị huyện Yên Thế. Và chúc mừng tiết mục Tướng quân Võ Nguyên Giáp của đơn vị huyện Lục Ngạn. Xin được kính chúc toàn thể quý vị, rất mong quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cùng để chúc mừng cho 12 tiết mục của chúng ta đã đạt giải C trong hội diễn Công đông binh tỉnh Bắc Giang năm 2024. Và ngay bây giờ, ban tổ chức xin được trân trọng công bố giải B các tiết mục của các đơn vị. Và xin được chúc mừng tiết mục Mẹ sông Hồng tới từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Xin được chúc mừng tiết mục Liên khúc Công nhân trên chặng đường mới và tự hào Công đoàn Bắc Giang tới từ Liên đoàn Lao động tỉnh. Xin được chúc mừng tiết mục Khát vọng Hùng cường tới từ đơn vị huyện Hiệp Hòa. Xin được chúc mừng tiết mục Vươn tới tương lai tới từ Hiệp Hòa. Và chúc mừng tiết mục Tự hào là người lính của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang. Tiếp theo xin được chúc mừng tiết mục Vùng quê bên sông Thương và Bắc Giang màu xanh yêu thương của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang. Xin được chúc mừng tiết mục Đường lên phía trước, đơn vị thành phố Bắc Giang. Xin được chúc mừng tiết mục Dân vũ đất phương Nam, đơn vị thành phố Bắc Giang. Xin được chúc mừng tiết mục Yên Dũng bay lên của đơn vị huyện Yên Dũng. Và xin được chúc mừng tiết mục Hát về người Bắc Giang tình yêu, niềm tin và khát vọng, đơn vị huyện Yên Dũng. Xin được chúc mừng tiết mục Nhớ chiều sông Thương của đơn vị huyện Lục Nam. Chúc mừng tiết mục Tôi yêu tổ quốc tôi của huyện Lục Nam. Chúc mừng tiết mục Khúc hát du người mẹ lính của đơn vị huyện Tân Yên. Chúc mừng tiết mục Một vòng Việt Nam của huyện Tân Yên. Chúc mừng tiết mục Gọi trăng của huyện Sơn Động. Tiếp theo xin được chúc mừng tiết mục Thợ lò xuống mỏ của đơn vị huyện Sơn Động. Chúc mừng tiết mục Lúng liếng cái duyên đơn vị huyện Việt Yên. Xin được chúc mừng tiết mục Đường bạn Kim Lan đơn vị huyện Việt Yên. Xin được chúc mừng tiết mục Mãi mãi tuổi 20 đơn vị huyện Lạng Giang. Và xin được chúc mừng tiết mục Đồng đội của đơn vị huyện Lạng Giang. Xin được chúc mừng tiết mục Non sông ngàn năm gấm vóc của huyện Yên Thế. Chúc mừng tiết mục Tình làng quê tới từ Yên Thế. Chúc mừng tiết mục Thắm tình quân dân tới từ Lục Ngạn. Và chúc mừng tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình của đơn vị huyện Lục Ngạn. Kính thưa toàn thể quý vị, trên đây là 24 tiết mục đã đạt giải B của hội diễn của chúng ta. Một tràng vào tay thật lớn của toàn thể quý vị cùng để chúc mừng ạ. Và ngay bây giờ, ban tổ chức xin được trân trọng công bố giải A các tiết mục. Và rất mong muốn khi công bố tới tiết mục nào đạt giải A, rất mong muốn các cổ động viên cũng như các nam nữ diễn viên của đơn vị đó chúng ta hãy vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng. Vâng, tôi xin phép được thay mặt ban tổ chức công bố các tiết mục đạt giải A. Chúc mừng tiết mục Người là niềm tin tất thắng tới từ Liên đoàn Lao động tỉnh. Chúc mừng tiết mục Lao động là vinh quang của Liên đoàn Lao động tỉnh. Chúc mừng tiết mục Hiệp Hòa quê mẹ của đơn vị huyện Hiệp Hòa.
chúc mừng tiết mục Hương Chám của huyện Hiệp Hòa. Và xin được chúc mừng tiết mục Ca ngợi Hồ Chủ tịch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiếp theo xin được chúc mừng tiết mục Việt Bắc Hùng Thiêng, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang. Xin được chúc mừng tiết mục Bài ca Thống nhất, đơn vị thành phố Bắc Giang. Xin được chúc mừng tiết mục Bài ca May áo, đơn vị thành phố Bắc Giang. Xin được chúc mừng tiết mục Xúc cảm Non Thiêng, đơn vị huyện Yên Dũng. Và xin được chúc mừng tiết mục Tình Tre của đơn vị huyện Yên Dũng. Xin được chúc mừng tiết mục Cánh chim báo tin vui của huyện Lục Nam. Xin được chúc mừng tiết mục Đường lên phía trước của đơn vị huyện Tân Yên. Chúc mừng tiết mục Non sông ngàn năm gấm vóc, Việt Nam khát vọng hùng cường của đơn vị huyện Tân Yên. Chúc mừng tiết mục Sắc xuân Tây Yên Tử của huyện Sơn Động. Và chúc mừng tiết mục Nợ duyên của đơn vị huyện Việt Yên. Tiếp theo xin được chúc mừng tiết mục Nhớ ơn Hồ Chí Minh của đơn vị huyện Lạng Giang. Xin được chúc mừng tiết mục Nguyện theo chân Bác của đơn vị huyện Yên Thế. Và cuối cùng xin được chúc mừng tiết mục Việt Nam khát vọng hùng cường, đơn vị huyện Lục Ngạn. Kính thưa toàn thể quý vị, trên đây là 18 tiết mục đã xuất sắc giành giải A của Hội diễn Công Nông Binh tỉnh Bắc Giang năm 2024. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của toàn thể quý vị ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng công bố với giải toàn đoàn cho các đơn vị. Và trước khi đến với phần công bố thì ban tổ chức trân trọng kính mời đại diện của 12 đơn vị tham gia hội diễn của chúng ta trở về khu vực sân khấu. Xin mời. Vâng ạ, xin được mời đại diện của Đoàn Nghệ thuật Quần chúng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang. Xin mời đại diện Đoàn Nghệ thuật Quần chúng Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Xin mời đại diện của Đoàn Nghệ thuật Quần chúng đơn vị huyện Sơn Động. Xin được mời đại diện của Đoàn Nghệ thuật Quần chúng huyện Lục Ngạn. Xin được mời đại diện của Đoàn Nghệ thuật Quần chúng huyện Lục Nam. Và xin được mời đại diện Đoàn Nghệ thuật Quần chúng huyện Yên Thế. Xin mời đại diện Đoàn Nghệ thuật Quần chúng huyện Tân Yên. Xin mời đại diện Đoàn Nghệ thuật Quần chúng thị xã Việt Yên. Xin mời đại diện Đoàn Nghệ thuật Quần chúng huyện Hiệp Hòa. Xin được mời đại diện Đoàn Nghệ thuật Quần chúng huyện Lạng Giang. Xin được mời đại diện Đoàn Nghệ thuật Quần chúng huyện Yên Dũng. Và xin mời đại diện Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tới từ thành phố Bắc Giang. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, hiện diện trên sân khấu đang là đại diện của 12 đơn vị, đại diện cho 10 huyện, thị xã và thành phố tham gia hội diễn Công Nông Binh tỉnh Bắc Giang năm 2024. Và trước tiên rất mong muốn toàn thể quý vị chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cùng để chúc mừng cho các đơn vị đã hoàn thành thật tốt phần thi của mình trong hội diễn của chúng ta ngày hôm nay. Và ngay sau đây, thay mặt ban tổ chức xin được mời các đơn vị có tên sau sẽ bước lên phía trên một chút ạ. Xin được mời Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tới từ huyện Lục Nam bước lên phía trên một chút. Vâng, xin cảm ơn. Xin được mời đại diện Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tới từ Lục Ngạn bước lên phía trên một chút ạ. Và xin được mời đại diện Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tới từ huyện Sơn Động bước lên phía trên một chút. Vâng ạ, và tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện của đơn vị thị xã Việt Yên. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời bước lên phía trước một bước đại diện của đơn vị huyện Yên Thế. Vâng ạ. Và cuối cùng xin được trân trọng kính mời bước lên phía trước một bước đại diện của đơn vị huyện Lạng Giang. Xin mời. Giải A hay giải B quý vị ơi? A hay B ạ? A hay B ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đại diện của 6 đơn vị bước lên phía trước một bước vừa rồi, như toàn thể quý vị đã thấy, đã giành được giải B toàn đoàn của hội diễn của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin được chúc mừng 6 đơn vị ạ.
Ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ lên trao giải B cho các đơn vị. Trân trọng kính mời ông ạ. Xin được kính chào toàn thể quý vị, rất mong quý vị dành những tràng pháo tay thật lớn cùng để chúc mừng cho 6 đơn vị đã đạt giải B toàn đoàn của hội diễn nghệ thuật quần chúng Công Đông Binh tỉnh Bắc Giang năm 2024. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Giang, trưởng ban tổ chức đã lên trao giải B cho các đơn vị. Vâng, và ngay sau đây lại xin phép được mời các đơn vị có tên sau bước lên phía trên một chút. Xin được mời đoàn nghệ thuật quần chúng tới từ huyện Yên Dũng bước lên phía trên một chút. Vâng, xin được cảm ơn. Trân trọng kính mời đại diện đoàn nghệ thuật quần chúng tới từ Liên đoàn Lao động tỉnh bước lên phía trên một chút. Và xin được mời đoàn nghệ thuật quần chúng tới từ thành phố Bắc Giang bước lên phía trên một chút ạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, và tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Tân Yên. Xin mời. Xin được trân trọng kính mời đại diện của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Hiệp Hòa bước lên phía trước một bước ạ. Có mời nữa không quý vị ơi? Có mời tiếp không ạ? Mời tiếp không ạ? Thôi đúng không ạ? Thôi ạ, không mời nữa ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, không để toàn thể quý vị hồi hộp thêm nữa, không để toàn thể quý vị chờ lâu thêm nữa. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện của đoàn nghệ thuật quần chúng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang. Theo cơ cấu giải thưởng của ban tổ chức, vâng ạ, sẽ trao giải toàn đoàn cho 12 đơn vị, trong đó có 6 giải A và 6 giải B. Kính thưa toàn thể quý vị, vâng ạ, các đơn vị có tên trên đang ở phía trước một bước như toàn thể quý vị đã thấy đã giành giải A toàn đoàn của Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công Đông Binh tỉnh Bắc Giang năm 2024. Vâng, xin được chúc mừng 6 đơn vị và trân trọng kính mời ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, trưởng ban tổ chức hội diễn lên trao giải A cho đơn vị. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng 6 đơn vị đạt giải A toàn đoàn tại hội diễn của chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được kính chân thành để quý vị, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Giang đã lên trao giải A cho các đơn vị. Và ngay bây giờ ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý ban tổ chức, ban giám khảo sẽ cùng trở về khu vực sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện của 12 đơn vị tham gia hội diễn của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội diễn nghệ thuật quần chúng Công Đông Binh tỉnh Bắc Giang năm 2024 xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý ban tổ chức đã dành một sân chơi vô cùng bổ ích để cho các nam nữ diễn viên các đoàn nghệ thuật được cơ hội giao lưu, học hỏi, học tập lẫn nhau. Và kính thưa toàn thể quý vị, nhân đây ban tổ chức cũng xin được trân trọng cảm ơn phần hỗ trợ nhiệt thành của công ty tổ chức sự kiện Huy Mạnh với hệ thống âm thanh ánh sáng tạo nên sự thành công của hội diễn của chúng ta. Ban tổ chức cũng xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện, sự có mặt, sự cổ vũ nhiệt tình của toàn thể quý vị, quý khán giả đã đồng hành cùng với các đội tham gia hội thi, hội diễn trong suốt 2 ngày vừa qua.